kênh chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ cập nhật giá một số mặt hàng nông sản có mặt tại chợ đầu mối Hóc Môn hôm nay. Hôm nay mình cập nhật giá kèo nèo, bông súng, bắp chuối bào, rau muống bào nha quý vị. Với anh chị em nào mà có mua cái mặt hàng sau đây là để về mình bán quán lẩu, quán gỏi đồ thì mua ủng hộ chị Hai kèo nèo, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Số điện thoại của chị Hai kèo nèo thì mình có ghi ở trên màn hình video đó quý vị. Quý vị cứ gọi hỏi cập nhật giá mua bán trao đổi gì đó là liên hệ với chị nha quý vị. Đây là kèo nèo đó, chị bán rất là nhiều. Chị này là chị chuyên nha quý vị, chuyên về cái mặt hàng này thôi. Kèo nèo á, nói về canh chua á, mà bắp chuối mà thiếu kèo nèo thì nó cũng không ngon quý vị. Kèo nèo là kèo nèo bồn bồn á, là nó là cái rất là ha, người miền Nam mình á rất thích ăn. Rau sống và canh chua mà thiếu nó là rất là buồn. Kèo nèo, bắp chuối bào vậy chứ nó tới mấy loại nữa nha quý vị. Rau muống bào cũng vậy, rau muống bào cũng có loại bào mái, loại bào tai. Bắp chuối cũng vậy, bắp chuối thì có cái loại đỏ nó rẻ, mà loại trắng rồi loại làm gỏi, rất là nhiều loại nha quý vị. Kèo nèo này nó khá tốt quý vị, nó cả mét rồi đó. Đúng rồi, mấy bạn áo dài phân đấu rồi mới là lên video được chứ. Rồi có mua hàng ủng hộ chị Hai kèo nèo thì cứ gọi số điện thoại đó nha quý vị, số điện thoại trên màn hình video là số điện thoại của chị Hai kèo nèo. Rất là nhiều quý vị ơi, đây là kèo nèo quý vị, kèo nèo đó dài cả mét à, 3.000 đồng một bó. Rồi lẩu mắm bún mắm này có nói anh chị ha, không có là thiếu ha. Rau muống bào mái bào tai. Rau muống bào tai. Không có rau muống bào mái 15.000, rau muống bào tai hết rồi. Rau muống bào tai này đó, bào mái nè. Bào mái 15.000. Còn này bắp chuối. Bắp chuối là bắp chuối tỉnh 25.000 ký. Bắp chuối tỉnh 25.000 đồng ký. Đó. Bắp chuối nước cũng 25.000 ký. Bắp chuối nước là bắp chuối đầy bào. Bắp chuối đầy bào hả? Bắp chuối đầy bào là bắp chuối nước. Là chứa nước là bao nhiêu tiền ký? 25.000 luôn. 55.000 đó, ngày cái tỉnh này là để bớt vỏ già để dịch, cái tổng chuối nó còn cứng à. Còn cái này lại dạng là mình đang rau sống, chuối đây sống là rau sống, trộn rau sống. Rồi còn này là chuối cây. Chuối cây rồi đó, là... giả đó coi xô hàng đó luôn. Chuối cây này là trộn vỏ già, trộn rau sống à. Bịch vậy là ký à? 1 ký 8.000. 1 ký, 1 bịch vậy là 8.000. 8.000. Trời ơi, mua 1 bịch vậy 8.000 rẻ rề quý vị. Cái đầu á, về mình về cái mình trộn mình ăn luôn chứ đâu mình đâu có cần đi kiếm cây chuối cho nó cực. Rất là rẻ. Rồi, đem bông súng lại đây luôn được không? Hả? Sao? Đây hả? Bông súng quý vị. Bông súng là 12.000 ký, bỏ mối 10.000, bán lẻ 12. À, bán lẻ 12.000.
súng này súng vườn, súng ở dưới Cần Thơ Tiền Giang gửi lên. Rồi ăn ăn bông súng là nhớ về Cần Thơ. Tại vì là bông súng này ăn bún mắm lẩu mắm. Rồi đây là dung nhan của chị Hai, chị mới vô mặc áo dài khăn đóng quý vị. Cái áo màu đen. Áo dài màu đen. Áo dài khăn đóng màu đen đàng hoàng quý vị. Còn rau muống này làm bịch bao nhiêu ký? Dạ hả? Muốn bào gửi cho Linh hết rồi, rồi nói hết. À, cái này là đồ này chị bán hết rồi quý vị ơi. Cái chú này chú đỏ để làm bún mắm. Hả? Chú này chú đỏ gửi về Tây Ninh Trảng Bàn làm bún mắm. Bún mắm hả? Bún mắm làm trả tại bún mắm rất là thơm. Chú đỏ nhưng mà nó thơm. Máu của chị ở Trảng Bàn Tây Ninh này nhiều quý vị. Rồi. Em cầm nữa đây. Hả? À. Vâng. À. Bà Hai bán keo neo. Rồi. Đây, đó có mình chỉ quay chị bán vậy quý vị. Ở chợ đầu mối không ngon bán hầu như là nó đủ hết, cái loại nào cũng có bán hết vậy. Đóng đồ này toàn bộ là giao tỉnh hết. À giao tỉnh hết ha. Giao tỉnh hết rồi đó. Giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Giờ bắt đầu chuẩn bị giao. Anh ta biết rõ chưa? À đẹp rồi. Đây video này rất là đẹp. Rồi. Rồi chị cũng cho giá hết rồi. Quá đẹp quý vị. Rồi có mua ủng hộ chị cảm ơn quý vị rất là nhiều nha quý vị. Có mua mình có đồ mình bán cho chị cũng mua. Bán cái gọi điện thoại nếu mà quý anh chị em nào mà ở nhà vườn mình nó có bắp chuối hay là kèo nèo gì á bán chị Hai, chị Hai chị cũng mua hết à. Bắp nhiều mua hết á. Chứ không phải là chị ngoài ra ai bán ai mua thì chị bán mà ai bán đó này. Cái này là chuối ruột, chuối lõi luộc. Dạ hả? Cái này là ăn sống rất là ngon, 30.000 ký. 30.000 ký à? Lõi, cái này là lõi ruột. Lõi hả? Lõi chuối ruột. Cái đó là VIP á ha. VIP, hàng đặc mới có. 30.000 ký nha mấy chị, mấy em, có ai mua ăn cũng hộp. Rồi á, mình có bắp chuối mình bán, chị không mua. Bắp chuối cái gì, súng ai có cái đem lại đây. Ai có cái đem lại đây, bắp chuối kèo nèo súng. Cứ gọi cho điện thoại chị Hai nha quý vị. Đó là chị cũng mua hết. Mình làm video quá là với mục đích là kết nối giữa người nông dân, bà con nông dân sản xuất ở cái miền quê á, để đem lên cái tiểu thương tại chợ mà bán về cái mặt hàng này á, thì mình làm mục đích là nó như vậy. Cái video này nó như vậy, tất cả video mình đều là có mục đích đó hết, kết nối của tiểu thương với người tiêu dùng, rồi kết nối tiểu thương với cái nhà vườn ở ruộng ở rẫy á, mình có mặt hàng nông sản á, thì mình liên hệ với lại những cái chủ dựa hàng mà mình quay á, là họ mua hết, họ phải mua họ mới có bán chứ phải không quý vị. Này bắp chuối ruột không quý vị, rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng VIP à. VIP à, nãy giờ có loại này mắc nhất là 30.000. Này thường mình đâu phải nhà nghề đâu, chỉ nói gì cho mình cái nào cũng gấp chuối, cái nào cái nào cũng như cái nào có khác gì đâu quý vị. Chỉ bán ở trời ơi, mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc nha quý vị. Anh ngò hả, anh ngò để chút xíu. Rồi để tôi. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển. Và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt, bye bye. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.